khổ lắm. Chứng minh tam giác nào đồng dạng đây? E, C, F với lại gì? M, D, N. Bắt đầu nè, lại chứng minh cái góc này nè, bằng cái góc này nè. Cái đường này với đường này như thế nào? Lý do chứng minh trên cái đường này với đường này như thế nào? Vuông. Lý do không biết thì mày đưa cái tay vô cái góc vuông đó, mày kéo tới kéo lui, kéo trái góc vuông, góc vuông, góc vuông chỗ nào? Mày kéo như thế nào mà nó trắng đường kính hay về Ngọc? Cái góc vuông ở đây nè, mày nhìn giùm tao cái đi. Mày thấy cái điểm này nó cắt cái đường này không? Và mày thấy cái điểm này nó cắt cái đường này không? Thì mày kéo ngay hai cái đường này đó. Thấy chưa? Biết kéo chưa? Suy ra hai đường này như thế nào? Xong xong thì góc này bằng góc này, lý do chốt chưa? Mà góc này đưa cái tay vô kéo giùm em đi, kéo bằng góc này, lý do hai góc nội tiếp cùng chẳng một một cung. Suy ra góc này bằng góc này, tính chất bắt cầu, sau đó mới xét hai tam giác ta có. Thứ nhất, góc này bằng góc này, chứng minh trên góc này đưa tay vô kéo. Lại nữa kéo không à, kéo mày kéo á thì mày làm ơn mày kéo làm sao cho nó chuẩn cái góc coi. Kéo tự nhiên kéo nhất vô đây cái gì bay ra đây, kéo mày làm nhìn mày cái đường này mày nhìn thấy không? Suy ra góc này bằng góc này, suy ra hai tam giác đồng dạng trường hợp gì? Góc góc.